Tập 41. Kim phu nhân, đưa lão gia lên xe, đưa ông ấy ra sân bay. Kim phu nhân, bà nghe tôi nói, lão gia không thể bị cưỡng chế đưa đi, phải kiểm tra lần nữa, xác nhận ông ấy không sao. Nếu không, cứ thế này mà lên máy bay sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Kiểm tra cái gì chứ? Muốn đợi Kim Tam Lan tới hại lão gia hay sao? Tôi nhất định phải đưa ông ấy tới Mỹ. Bệnh nhân vừa trải qua kinh hãi và bị uy hiếp, chỉ số sự sống không ổn định. Tôi không thể nhìn mọi người đưa ông ấy đi như thế. Ân Tâm, bà muốn nói gì? Ân Tâm, đi Mỹ, nước Mỹ. Lão gia, anh muốn đi Mỹ điều trị phải không? Tốt quá rồi, anh yên tâm, tụi em nhất định sẽ bảo vệ anh, không để Tam Lan đưa anh đi đâu. Chính Nam làm tổng giám đốc. Tam Lan cút. Lão gia muốn Tam Lan đi, chấm dứt nuôi dưỡng. Hạ Quy, đã nghe chưa? Đây là ý của ba con đó. Đây là tuyên bố từ bỏ nuôi dưỡng và một bản quyết định nhân sự tạm thời để chính Nam làm tổng giám đốc. Lão gia, em vốn tính đợi sau khi tới Mỹ bệnh tình ổn định rồi mới kêu anh ký. Nếu như anh đã nói như vậy rồi, vậy hãy ấn tay ký đi. Nào, như vậy là được rồi. Lão gia hãy yên tâm đi Mỹ dưỡng bệnh. Đưa lão gia lên xe. Hạo Quy, chỉ vài ngày nữa mẹ sẽ cho con quay về đây. Chính Nam sẽ giao công ty cho con. Còn về ba của con, cứ giao cho bên đó chăm sóc là được. Được rồi, đi đường nhất định phải cẩn thận. Mau đi đi. Tôi nên xưng hô thế nào? Ngũ Chí Cường, tôi muốn nói chuyện với anh. Anh theo tôi qua đây đi. Sĩ Văn, Sĩ Văn, thank you.
mau đứng dậy. Đừng quỳ nữa, đừng quỳ nữa mà. Không. Chị hai, em xin lỗi. Em nợ chị một lời xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Chị hai, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Chị hai không biết lo lắng thế nào. Mau đứng dậy để chị hai coi. Như vậy tốt hơn nhiều rồi. Đứa trẻ ngốc nghếch này, em không phải rất nhanh nhẹn sao? Không phải không sợ trời không sợ đất sao? Sao lại thông minh cả đời, dại dột một giờ vậy? Sợ chị hai mắng em, trách em. Chị hai không làm như vậy. Chị hai chỉ nghĩ tới em phải chịu bao khổ sở. Trong lòng chị hai thì không nỡ. Chị hai, chị có thành tựu như vậy, còn em chỉ là kẻ không học hành gì. Em thật sự có lỗi với mọi người. Em không quay về mới là có lỗi với cả nhà đó. Hy vọng duy nhất đời này của cả nhà không phải là cả nhà đoàn viên sao? Sao em có thể khiến cho cả nhà thấy người thân trước mặt mà không thể nhận chứ? Có chuyện gì mà tay với chân không thể thương lượng được? Được rồi, ngồi xuống đi đã. Ngồi xuống nói. Nào, nào. Nào, Tam Lan, sau khi em có chuyện, cả nhà chúng ta đều nghĩ em sẽ trốn ở một nơi nào đó. Mọi người cứ đồ đoán mãi. Chắc chắn là quay về quê nhà Hạ Môn rồi phải không? Quả nhiên cả nhà đã đoán đúng. Mọi người mấy ngày nay thay nhau đợi ở sân bay, chính là muốn đợi em xuất hiện. Anh chị sao lại biết em trốn về Hạ Môn chứ? Lá rụng về cội mà. Nếu như thật sự không còn nơi nào để đi, thì sẽ muốn về quê nhà của mình. Thà rằng làm ăn mày ở quê nhà của mình vẫn tốt hơn hào nhoáng nơi đất khách mà cô độc lủi thủi. Những năm nay, từ cái ngày em bị bắt đi, chưa có ngày nào không muốn về nhà. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, trong lòng của em chỉ có một nguyện vọng, chính là có thể về nhà. Bây giờ em không có cái gì. Cuộc đời thất bại thảm hại. Có nhiều lúc em nghĩ thiên hạ rộng lớn, nơi đâu chấp nhận em. Vì vậy bây giờ em chỉ muốn về nhà thôi. Bởi vì ở đó có ký ức vui vẻ nhất của em, có gia đình hoàn chỉnh của em. Cho dù là chết, chết ở quê nhà, em cũng có thể vui vẻ nhắm mắt. Chắc chắn rồi, chúng ta nhất định sẽ cùng về nhà. Nhưng mà sĩ văn, chạy trốn không thể giải quyết được vấn đề. Chị tin rằng bà nội và ba mẹ cũng không muốn em về quê mà mang án trên người, mãi mãi không tìm lại được trong sạch. Chị hai, chị nói vậy là có ý gì chứ? Sĩ văn, chị hy vọng em sẽ đi đầu thú. Như vậy em mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Tam Lan, em có bất cứ khó khăn gì, có gì lo lắng, sau này em đều có thể tới hỏi Á Kỳ. Anh nghĩ Á Kỳ nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất.
Em không sợ tội xâm chiếm, lừa đảo gì hết. Mấy chuyện đó đều là ân tâm vẽ ra trước mặt của ba em. Nhưng mà anh lo lắng là án mạng. Em hãy nói thiệt cho chị biết, rốt cuộc em đã giết bao nhiêu người. Em, trong đó có bao nhiêu người vô tội. Em yên tâm, tụi chị sẽ không trách em đâu. Nhưng mà em nhất định phải đối diện vấn đề mới biết được nên làm thế nào. Em, không sai, em có gánh rất nhiều án mạng. Nhưng em không hề hối hận, bởi vì những người đó đều là thành viên của đoàn xiếc trước kia. Bọn chúng chẳng có ai tử tế hết. Bọn chúng không biết đã giết bao nhiêu người, bắt cóc bao nhiêu trẻ con. Bọn chúng ai cũng tàn nhẫn độc ác, không hề có chút lương tâm. Thế nhưng bọn chúng cuối cùng lại không gặp báo ứng. Cuối cùng là bọn chúng đấu đá, không ai đấu lại được ba em, mới bị giết chết. Bọn chúng hoàn toàn đáng bị như vậy. Chị chủ mưu tất cả chuyện này, Kim Bá đâu? Ông ta mới là người đáng bị trừng phạt nhất. Tại sao em không những không đối phó với ông ta, mà còn nhận ông ta làm cha? Em ban đầu chỉ nhịn nhục chờ thời, giả như nghe theo ông ta, muốn tìm cơ hội báo thù. Nhưng mà ông ta mấy chục năm nay đối với em rất tốt. Trong lòng của em sớm đã coi ông ấy là cha rồi. Kêu em ra tay hại ông ấy, em thật sự không làm được. Được rồi, nếu như em có tình có nghĩa với ông ta như vậy, chị tin rằng trong lòng ông ta cũng rất thương đứa con nuôi như em. Thực ra những vụ án trước khi em tham gia, rất nhiều năm trước chị đã điều tra kỹ càng. Những vụ án đó, nếu như không có nhân chứng vật chứng xác thực, năm tháng qua đi rất khó có thể định tội danh. Nhưng nếu ân tâm kiện ngược lại thì em sẽ rắc rối to. Tam Lan à, em tự thú đi. Tụi chị sẽ đồng tâm hiệp lực thay em tìm lại trong sạch và công bằng. Đừng có trốn tránh sợ sệt nữa. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ quang minh chính đại về Hạ Môn, về nhà của chúng ta, chào hỏi ba mẹ được không em? Sĩ Văn, em đồng ý với chị. Ba, sổ sách ba kêu tụi con tổng hợp đều ở đây rồi. Sĩ Kiệt, mấy cái này anh tính làm thế nào? Anh tự quyết định đi.
Em ủng hộ mọi quyết định của anh. Thái Mai, anh thật sự có lỗi với em quá. Dù gì đây cũng là Giang Sơn, ba của em cả đời vất vả gây dựng. Đừng có nói như vậy. Mấy chục năm nay là anh, là anh đưa xưởng dệt Thắng Quốc lên quy mô ngày hôm nay. Nhà máy này, gia đình này, tâm huyết anh bỏ ra nhiều hơn bất kỳ ai. Hôm nay nếu như anh muốn lấy đi cứu sĩ Văn, em chắc chắn sẽ ủng hộ cho anh. Ba, tội danh của Kim Tam Lang không ít, tiền bảo lãnh chắc chắn rất cao, nhưng chúng ta đổi tất cả thành tiền bạc cũng không đủ cứu chú ấy. Hiện tại tiền hòa giải đã đủ rồi, nhưng sau đó vẫn phải hầu tòa, vẫn phải hòa giải với nhà họ Kim. Giả định nâng tâm đồng ý hòa giải, cho dù cần bao nhiêu tiền hòa giải, chúng ta cũng sẽ trả. Bây giờ chỉ cần đòi lại công bằng và trong sạch cho sĩ Văn. Tất cả chuyện này đều đáng. Đúng vậy, tiền tài mất hết rồi, còn có thể kiếm lại được, nhưng tình thân và quyết mạch thì không thể nào thay thế. Tôi, anh và sĩ Văn đã xa cách quá nửa cuộc đời, những ngày còn lại nhất định phải đoàn viên hạnh phúc. Kim Tam Lang kêu tới đây kiếm Tôn Tường, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Tôn Tường đâu. Không sao, ngày ngày tao sẽ ngồi ở đây đợi, sẽ có ngày đợi được mày. Sĩ Kiệt, Sĩ Kiệt chạy tới kiếm Tôn Tường làm gì? Chủ tịch, người tới rồi. Mời. Ông chủ Lưu, mời ngồi. Anh nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi. Bây giờ có thể nói thẳng rồi. Ông chủ Tôn, tôi biết anh muốn nắm được thị trường ngành giày toàn Trung Quốc. Anh muốn sao chép kỹ thuật của Đài Loan cùng tất cả quy trình sản xuất. Vì vậy anh mới không tiếc tiền bạc tranh giành đơn hàng ái đạt với tôi. Bây giờ tôi quyết định nói với anh, tôi dự tính rút khỏi thị trường. Nếu anh có hứng thú, tôi đồng ý bán rẻ xưởng dệt Thắng Quốc của tôi cho anh, thêm cả công ty nhập khẩu nguyên vật liệu công nghiệp mà Kim Tam Lang thành lập trước đó. Bọn họ đã nhập khẩu một lô thiết bị cao cấp, cậu ta đồng ý bán cho anh thấp hơn 40% giá thị trường. Xưởng dệt Thắng Quốc của chúng tôi đã có lịch sử 60 mấy năm rồi, tất cả đã vào quỹ đạo. Tất cả công nhân viên có kinh nghiệm cũng sẽ ở lại. Tôi nghĩ món làm ăn này với anh mà nói chắc chắn vô cùng có lợi. Anh nói anh sẽ hoàn toàn rút lui. Đúng vậy, tôi còn tính bán hết toàn bộ tài sản, không giữ lại gì hết. Có thể mua được chỉ có anh mà thôi. Giá tiền có thể thương lượng, nhưng mà tại sao anh lại quyết định như vậy chứ? Việc này cần quyết tâm rất lớn đó. Bởi vì tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm. Có điều không liên quan tới anh. Phải. Thế nhưng đây không phải là số tiền nhỏ. Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn, chắc không quá đáng chứ? Đương nhiên, anh có quyền biết tất cả. Nói ra có lẽ anh sẽ không tin. Kim Tam Lang thật ra là em trai thất lạc nhiều năm của tôi. Nó vì muốn giúp đỡ tôi chuốc lấy bao nhiêu rắc rối. Bây giờ nó bị cha nuôi mẹ kế kiện cáo. Vì vậy sau khi tôi và em gái bàn bạc đã quyết định sẽ chấp nhận mọi cái giá để cứu thằng bé ra ngoài rồi tính. Em gái tôi trước kia làm kiểm sát viên. Cô bé nói vụ án của Kim Tam Lang cần một số tiền bảo lãnh rất lớn mới có thể giúp thằng bé ra ngoài. Sau đó cho dù là hầu tòa hay là hòa giải với nhà họ Kim, số tiền cần dùng không thể tính được.
Có điều tôi đã thương lượng với người của tôi rồi. Nhà xưởng máy móc bán hết đi, đổi thành tiền mặt. Cứu em trai của tôi ra ngoài trước. Anh đừng ăn nói hàm hồ. Sao anh có thể dùng hết gia tài để cứu em trai cơ chứ? Tại sao lại không thể? Đó là người thân của tôi mà. Trước kia nó cũng bất chấp tất cả giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi cũng chỉ là làm việc tương tự mà thôi. Chuyện này có gì kỳ đâu? Với anh chị em trong nhà, không phải là nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Hàm hồ. Giữa anh chị em trong nhà, đừng có nói giúp đỡ lẫn nhau. Những người không nhận nhau như người xa lạ cũng đâu có ích. Chưa nói tới có không ít người lừa gạt lẫn nhau, bán đứng, làm hại nhau. Ông Vũ Tôn, có lẽ anh không có anh chị em khác, anh không thể hiểu được tâm trạng của tôi. Anh chị em nhà tôi từ nhỏ đã lạc nhau. Tôi còn nhớ lúc bà nội lâm chung, tôi từng thề bên giường bệnh của bà, tôi nhất định sẽ tìm được em trai. Tôi phải để tất cả thành viên trong nhà nguyên vẹn khỏe mạnh, đoàn viên bên nhau. Vì vậy cuộc đời này tôi không có nguyện vọng gì hết. Tôi chỉ hy vọng anh chị em chúng tôi đều có thể khỏe mạnh, đều có thể bình an. Vì vậy bây giờ tôi đồng ý bán đi mọi tài sản, hoàn thành giấc mơ cả nhà chúng tôi đoàn viên. Bây giờ cả nhà chúng tôi chỉ còn thiếu một người. Em trai út của tôi không biết lưu lạc phương nào. Có điều không sao, tôi tin em tôi cũng rất nhớ nhà. Chỉ cần có cơ hội, nó nhất định cũng sẽ về quê nhà. Tôi và các em gái đã nói trước rồi, cho dù cứu được Kim Tam Lan phải dốc hết tiền bạc, nhưng chỉ cần còn đủ tiền mua vé máy bay về Hạ Môn là được. Mọi người muốn về Hạ Môn sao? Không sai, chúng tôi cuối cùng sẽ về nhà. Cả nhà chúng tôi quyết định sẽ về Hạ Môn làm lại từ đầu. Sẽ luôn có cơ hội nào đó kiếm tiền, không cầu mong gì. Chúng tôi chỉ cần có ăn có mặc, người một nhà có thể vui vẻ đoàn tụ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Bây giờ điều duy nhất tiếc nuối chính là em trai út của chúng tôi vẫn không biết lưu lạc phương nào. Tính cách nó đơn thuần nhất, lương thiện nhất, chúng tôi cũng lo cho nó nhất. Có điều chúng tôi sẽ về quê đợi nó. Sau này sẽ có một ngày nó nhất định sẽ trở về. Đợi tới khi nó trở về sẽ thấy người trong nhà vẫn ở đó. Lúc đó quê nhà nó rời bỏ vẫn giống y hệt như lúc xưa, vẫn ấm áp như vậy, viên mãn như vậy. Tôi tin rằng nó nhất định sẽ vui hơn ai hết. Được rồi, anh đừng có nói nữa. Ông chủ Lưu, nếu như tôi chịu bỏ ra một nửa giá ông đưa, ông có bán hay không? Tôi bây giờ có thể phải dùng tới tiền mặt ngay. Nhưng nếu như ông chủ Tôn ra giá thấp, tôi cũng đành phải thế chấp ngân hàng vậy. Mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ ông chủ Tôn. Giá tôi đưa ra đã rất thấp rồi. Được, anh cho tôi suy nghĩ thêm đi. Tôi sẽ liên lạc lại sau. Tạm biệt. Chuyện này sao có thể chứ? Anh hai sao có thể bán hết tài sản cứu anh Sĩ Văn chứ? Nếu như anh ấy trọng tình nghĩa anh em như vậy, ban đầu tại sao lại bán mình đi? Chuyện này là thế nào đây? Con muốn quay về. Con nhớ anh hai, chị hai, cả Bình nữa. Con phải quay về.
để con quay về đi. Sĩ Hoa, con đừng nhớ tới anh hai chị hai của con nữa. Bọn họ đã lấy 500 đại dương bán con cho ba rồi. Không đâu, anh hai chị hai thương con nhất, bọn họ sẽ không bán con đâu. Bọn họ không làm như vậy đâu. Không làm. Vậy tại sao con lại ở chỗ này? Con hãy tự suy nghĩ đi. Nếu như con chạy trốn quay về, bọn họ nhất định sẽ lại bán con cho người khác thôi. Nếu như không tin, con có thể quay về tìm bọn họ. Không đâu, không đâu, con muốn quay về. A Tường, con coi cậu của con vừa tới kiếm ba chính là đội tiền giúp anh hai con. Bọn họ biết con là đứa trẻ có tiền, nhất định sẽ tìm mọi cách kiếm con, đòi hỏi lợi ích. Không đúng, nhất định không phải như vậy đâu. Con coi, anh hai của con đăng báo kiếm con. Đương nhiên, con là truyền nhân duy nhất của Tường Lợi. Nhận con về chỉ có lợi cho bọn họ thôi. Nếu như con muốn quay về ngôi nhà chỉ có lợi ích đó, con cứ quay về đi. Có điều, tới lúc đó người bị tổn thương chính là con. Điều ba nói mới đúng, mình bị anh hai bán đi, bọn họ còn tới tìm mình kiếm lợi. Bọn họ tới nhận mình chỉ vì tiền mà thôi, không phải tình thân. Nếu như bọn họ thật sự quan tâm tới mình thì ban đầu đã không bán mình đi. Tại sao? Tại sao ngày đó bọn họ lại bán mình đi, nhưng lại tốt danh sĩ dân như vậy? Anh hai, lẽ nào em không phải là em trai của anh sao? Mọi người thật sự không có chút tình cảm nào với em sao? Tại sao vậy? Mình biết rồi, chắc chắn là anh Sĩ Văn nói thân thế của mình cho anh hai. Là anh ấy dạy anh hai nói những lời đó. Bọn họ đã tính toán cẩn thận từ trước rồi, đều là vì tiền của nhà họ Tôn. Mình không thể bị mắc lừa, mình không thể mềm lòng với người năm xưa bán mình đi. Sếp Tôn, sếp Tôn mà. Sếp Tôn, không được giúp đi. Đó không phải quản gia của anh hai sao? Cẩn thận. Ông Mạc đâu? Ông Mạc thế nào rồi? Là anh cứu ông ấy sao? Là thế này, tôi tình cờ đi ngang qua chỗ đó, nhưng không biết tại sao ông ấy nhảy xuống biển. Bởi vì chỉ có tôi quen ông ấy, vì vậy chỉ có tôi đại diện liên lạc với mọi người. Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh. Và nếu như không có chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Cảm ơn, cảm ơn. Bác sĩ à, ông Mạc thế nào rồi? Ông ấy bị uống rất nhiều nước, lại là nước biển, rất hại phổi. E là... Bác sĩ, tôi cầu xin anh, anh nhất định phải cứu ông ấy. Cầu xin anh đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. 24 giờ tiếp theo rất quan trọng, phải coi ông ấy có vượt qua được hay không. Đây là thứ mà ông Mạc nắm chặt trong tay lúc mới tới. Ông ấy nhảy xuống biển có lẽ vì tìm món đồ quý trọng này. Mọi người nhớ bảo quản giúp ông ấy nha.
Sĩ Kiệt, cái này rất giống dòng cổ của mọi người. Đây không phải mặt hình rồng sao? Mẹ, ba đưa mẹ không phải hình mặt con chó sao? Đây không phải là... Cái này là của Sĩ Hoa. Mặt dây chuyền nhà chúng ta làm theo 5 tuổi. Sĩ Hoa tuổi con rồng, là thằng bé không thể sai được. Cái này chắc chắn là của Sĩ Hoa. Đây là dây chuyền của Sĩ Hoa. Vậy tại sao để trong tay của Lão Mạc? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sĩ Kiệt, anh đừng nôn nóng quá, để ông Mạc tỉnh lại rồi tính. Ông Mạc, ông hãy ráng lên Lão Mạc. Ông nhất định phải tỉnh lại. Cái ông già chết tiệt này, lúc còn trẻ làm chuyện sai trái, tới bây giờ mới nhảy xuống biển đền tội, đã muộn rồi. Ông hãy mau tỉnh lại cho tôi. Ông đừng có giả chết nữa. Sĩ Kiệt đang đợi ông đó. Ông tỉnh lại nói gì đi. Mau tỉnh lại đi. Ông Mạc, tỉnh rồi. Sĩ Lão Mạc, tôi ở đây. Dây chuyền. Ông nói sợi dây chuyền phải không? Tôi biết, sợi dây chuyền đang ở chỗ tôi. Lão Mạc, ông đừng vội, ông hãy tịnh dưỡng cho khỏe lại đi. Bao giờ ông khỏe lại rồi nói. Phải đó, đó là của Tôn Tường. Của Tôn Tường. Tôn Tường. Lão Mạc, ông Mạc, Lão Mạc, kêu bác sĩ đi. Ông Mạc, Lão Mạc, mau tỉnh lại đi. Ông không thể đi như vậy. Tôi còn chưa nói với ông, chúng tôi thật sự không trách ông. Tôi chưa kịp nói điều gì hết. Ông không thể bỏ chúng tôi đi như vậy được. Lão Mạc, tới rồi, Lão Mạc, bác sĩ tới rồi. Nào, mời mọi người ra ngoài, điều mọi người ra ngoài cho. Ra ngoài. Lão Mạc. A-di-đà-phật. Vẫn không thấy nhịp tim. Chuẩn bị xung điện. Lão Mạc, ông không thể nào bỏ chúng tôi đi như vậy. Ông nhất định phải sống mới xứng với nhà họ Lưu chúng tôi. Đúng, không sai. Là ông hại ba mẹ tôi rơi xuống biển. Là ông khiến cho họ chết không nhắm mắt. Nhưng bao nhiêu năm qua, ông bảo vệ chúng tôi giống như cha ruột của tôi. Ông đã đền tội rồi. Tôi còn chưa cho ông hưởng phúc. Ông không thể đi như vậy. Ông tính khiến tôi cả đời bất an hay sao? Phải. Là ông khiến chúng tôi mất đi ba mẹ. Vậy xin ông hãy thay thế cha mẹ của chúng tôi, tiếp tục sống hưởng phúc, theo chúng tôi về Hạ Môn, tới trước mộ nhà họ Lưu chúng tôi thắp hương. Ông không thể không nói gì mà bỏ đi như vậy được. Lão Mạc, ông có nghe thấy không? Lão Mạc, bác sĩ, các vị, bệnh nhân tạm thời đã khôi phục dấu hiệu sự sống. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn anh đã cứu Lão Mạc. Nhưng mà tình hình bệnh nhân không được lạc quan cho lắm. Có thể tiếp tục hồi phục không vẫn chưa rõ. Mong mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Lão Mạc, ông nhất định phải ráng lên. Tôi biết ông nghe thấy lời của tôi nói. Hãy tiếp tục sống tốt, cùng chúng tôi trở về Hạ Môn. Nơi đó là nhà của chúng tôi, cũng là nhà của ông. Bởi vì ông là người nhà của chúng tôi, mãi mãi vẫn là như vậy.
Chủ tịch, vị tiên sinh họ Lưu kia vẫn ở dưới lầu. Anh ta nói với cảnh vệ muốn lên gặp anh ngay. Tôi đã nói không gặp ai hết, cho dù nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Từ hôm qua anh vừa đi về, anh ta đã đợi ở đó rồi. Bây giờ đã là buổi chiều, anh ta sắp đợi tròn một ngày rồi. Tòa nhà là nơi công cộng, anh ta muốn đợi bao lâu thì cứ đợi đi. Nói với cảnh vệ một tiếng, cho dù anh ta nói bao nhiêu lần đều không cần báo với tôi. Từ chối thẳng thừng đi. Rõ. Xin lỗi, phiền cô giúp tôi liên hệ với ông chủ Tôn. Sếp Tôn nói anh không cần đợi nữa, anh ấy sẽ không gặp anh đâu. Anh còn đợi cái gì? Việc mua lại nhà máy tôi cần suy nghĩ thêm. Anh không cần phải đợi nữa đâu. Tôi tới để trả lại cho anh một món đồ. Có đồ gì cứ giao cho cảnh vệ là được, họ sẽ giao lại cho tôi. Trước khi giao lại món đồ này cho anh, có vài lời tôi muốn nói trực tiếp với anh. Tôi từng nói với anh, tôi có một đứa em trai vẫn lưu lạc ở bên ngoài. Nó là một đứa trẻ rất yên tĩnh. Lúc nhỏ cùng nhau ra ngoài chơi, nó chưa bao giờ dì nhằn đòi hỏi điều gì. Lúc nào chúng tôi cũng mua đồ, chỉ có nó là không mua gì. Sau đó chúng tôi chủ động chia đồ cho nó, tới cuối cùng đồ của nó nhiều nhất. Vì vậy người em này của tôi rất yên tĩnh, cũng rất quan tâm, là người tinh ý. Nếu cha mệt rồi, nó sẽ chủ động rót nước đặt trước mặt của cha, sau đó âm thầm rời đi. Nếu trời lạnh, cũng chỉ có nó nhớ là đặt khăn choàng ở đầu giường của bà nội, để bà nội cần dùng là có luôn. Giống như anh bây giờ, anh biết tôi mệt rồi, sẽ mang cho tôi một cốc cà phê. Em trai tôi được người khác nhận nuôi. Bao nhiêu năm qua, anh chị em chúng tôi ai ai cũng lo lắng cho nó. Bởi vì nó quá lương thiện, quá hiền lành, cũng dễ bị ăn hiếp nhất. Dù gì, năm đó chưa biết ai là người nhận nuôi thằng bé, đây đúng là lỗi của tôi. Có điều bây giờ tôi rất vui, tôi cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi vì bây giờ nó sống rất tốt, sự nghiệp của nó vô cùng thành công, nó cũng là doanh nhân được người ta kính trọng. Nhưng tại sao nó lại không chịu nhận anh chị em cả nhà chúng tôi? Tôi thật sự không biết là nguyên nhân gì. Nhưng mà tôi tin rằng nó làm như vậy là có nguyên nhân của nó. Chúng tôi sẽ không miễn cưỡng, bởi vì đây là lựa chọn của nó.
Bởi vì ngay từ lúc nhỏ, nó không thể tự quyết định bản thân được từ chối nhận nuôi hay không. Nhưng bây giờ nó trưởng thành rồi, nó có quyền quyết định rồi, có thể có muốn quay về nhận người nhà hay không. Thật ra điều tôi muốn nói chỉ là có muốn về nhà hay không đều không sao hết. Quan trọng là cửa nhà chúng tôi luôn rộng mở chào đón nó. Đây là sợi dây của anh, trả cho em. Đây là kỷ vật bà nội tặng em. Em hãy giữ nó lại đi. Em ghét bỏ giận hờn anh chị em tụi anh. Đừng liên lụy tới bà nội, bởi vì bà nội tới lúc chết vẫn mong ngóng em. Anh và Sĩ Văn, Á Kỳ, Á Bình, chúng ta đã đoàn viên rồi. Không cần bức ảnh cả gia đình này nữa. Em hãy giữ lại bên mình đi. Ít nhất em còn có thể nhớ được bộ dạng của bà nội, cha mẹ. Em có thể ghi nhớ hình dáng mọi người. Cho dù chúng ta chỉ có thể đoàn viên trong ký ức, anh cũng mãn nguyện rồi. Sĩ Hoa, em hãy tiếp tục sống thật tốt.